Dạ em xin phép chào hai vợ chồng anh chị. Anh chị có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là anh chị tên là gì và đến từ đâu? Xin phép mời chị. Em tên là Đỗ Tố Trinh. Dạ. Em ở cầu Long Thành. Gì? Cấp 2 là Phước cộng Thành. Cấp 2 là Phước. Tỉnh nào anh chị? Dạ. Ở tỉnh nào ạ? Dù của mình ở tỉnh nào mình cũng không biết luôn hả? Mình quê ở đâu? Quê ở Vĩnh Long. Quê quán Vĩnh Long. Dạ. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi chị? 1973. Dạ. Anh trai họ tên đầy đủ là gì? Anh nhá. Trần Anh Tấn. Anh là quê cũng ở Vĩnh Long luôn đúng không ạ? Dạ, Vĩnh Long. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? 1982. 1982, còn chị là 1973. Dạ. Hôm nay hai vợ chồng anh chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ chuyện gì đấy? Tại vì có thằng con đi ngày 26 2010. Rồi nó đi lạc, nó không phải đi làm mà nó đang đi làm. Rồi nó không biết ai cũng nó đi. Tức là hôm nay là hai vợ chồng về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương giúp đỡ vụ việc đó là tìm con đúng không ạ? Dạ. Con của chị họ tên đầy đủ là gì? Đỗ Trần Anh Hiếu. Đỗ Trần Anh Hiếu. Đỗ Trần Hiếu. Em nó nhiêu tuổi rồi chị? Em sinh 2010. Vậy là mới có 14 tuổi. Dạ. Em còn đi học không? Không, không có đi học, đang đi làm với ba. Nghỉ học luôn chị? Gia đình khó khăn. Khổ quá. Dạ. Vậy là con anh chị đi đâu đây mà gia đình nhà mình phải đi tìm đây? Thì giờ có nó không có gọi điện thoại về cho mẹ mà không biết chữ mà với âm cho mấy đứa bạn á, với mấy người quen á là đang ở ngoài Vũng Tàu đi đảo gì đó. Đi du lịch hả? Không. Đi chơi hay là sao? Không biết đi chơi gì. Đi ra biển. Đang ngồi tàu biển. Tức là đi ra ngoài biển đánh cá hả? Hay sao? Giống vậy quá. Đang ngồi tàu đánh cá ngoài biển mà nó không có quay hình. Nó chỉ gỡ video tàu với ấy thôi, nó không có gỡ mặt nó. Vậy là con nhà mình làm sao mà đi biển ở Vũng Tàu được? Không biết nữa, bởi vì không có biết. Nên phải có người dắt là như thế nào. Bây giờ chị phải chia sẻ cho em cụ thể cái sự việc như thế này này. Con nhà mình cái lúc chưa bỏ đi là ở đâu? Đang đi làm. Làm ở đâu? Làm ở trường học Đa Phước. Đa Phước, chỗ nào? Chỗ sân băng Thành Long á. Tỉnh nào? Tỉnh Phú Lạc. Tỉnh làm gì có tỉnh nào? Tỉnh Phú Lạc. Đó kêu bằng Phú Lạc. Đó là quốc lộ 50, chạy ra quốc lộ 50. Nhưng mà tỉnh nào? Ví dụ như là tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh. Ở đây, ở Đa Phước đi lên á. Đa Phước? Đó là Đa Phước. Đó, thuộc về Đa Phước. Mày không biết tỉnh nào luôn hả? Bình Dương. Qua cầu bên kia là Hưng Long, nghe nó vậy thôi chứ mình tỉnh rồi. Thời điểm đó là con trai có ở chung với gia đình nhà mình không? Đang ở với cha mẹ. Tức là ở với hai vợ chồng anh chị. Hai vợ chồng anh chị là được mấy người con? Dạ ba người, mất hết một người. Còn hai người. Còn đứa em gái với em trai đó. Em này là con lớn trong gia đình hả chị? Ăn đi là con lớn này chồng. Không, ý là cái em trong hình á. Con lớn. Chứ không có hỏi là cái anh này. Con lớn. Vậy là cái thời điểm đó là con lớn nhà mình làm công việc gì ở đấy? Làm công việc gì? Đi làm phụ hồ với ba. À, đi làm phụ hồ với anh hả? Em đã đi làm với anh được lâu chưa? Làm cũng được 3 tầng rồi. Mới 14 tuổi mà đi làm phụ hồ rồi hả? Nó bự vậy nè. À, to tuổi nhỏ nhưng mà thân hình to hả? Nó làm có mệt không? Có cực khổ không anh? Không, nó làm khỏe. Nó làm khỏe lắm mà quen rồi, sức mới lớn mà. Anh làm thợ hả? Con phụ là cha xây đúng không? Tự sơn. À, làm sơn nước hả? Là chung một thầu đó mà. Làm chung một thầu. Chứ không phải thầu hồ, đúng không? Vậy là con nhà mình trong cái thời gian gần đây á, gần cái ngày bỏ đi á, con về có than thở làm đi làm công việc cực khổ nên muốn làm công việc khác không? Không. Không có nói như vậy. Rồi cái bữa thứ hai đó. Dạ. Cái bữa khai giảng trường đó. Là có hai anh kia cũng rủ đi đâu đó, rồi khoảng buổi rồi chở về trước cổng trường mà không có chở bên cổng trường, chở để bên chợ á, dù con nhà mình đi. Rồi nó có cầm cái điện thoại không biết gọi cho ai, rồi nó đi
là vào ngày mấy tháng mấy đây anh chị? Ngày 26 tháng 8. 26 tháng 8, hiện tại hôm nay là ngày 9 rồi. Vậy là 45 ngày rồi, bởi vì tháng 8 có 31. Con nhà mình đi là mang theo những thứ gì đi? Đem cái điện thoại với... Có cái điện thoại không? Có quần áo, tiền bạc gì không ạ? Có vẫn có bộ đồ này thôi. Bộ đồ này luôn, bộ đồ đi làm giống vậy luôn. Có viết thư từ gì để lại cho ba mẹ không? Không có luôn. Có viết thư cho mấy đứa bạn thôi. Viết sao với chị? Với ông nói bạn hồi tối này mới gửi cái hình qua nữa. Trong Zalo trong đây. Nói sao ạ? Nói là đang đi biển. Hỏi sao con không về. Con đi về đi, mẹ kiếm con. Nói đi biển, gần Tết về luôn. Gần Tết về luôn. Tức là chỉ nói với bạn thôi. Còn ba mẹ gọi là không nghe hay sao? Không có nói với bạn thôi à. Dạ. Ba mẹ gọi thì không nói con gì đâu. Không nghe hay sao? Không nghe luôn, để tiếng chuông kia không nghe. Trước đó chị có la dày gì bé không? La dày gì con mình không? Không. Nó đi chơi là nó về. Mình có đi chơi 2-3 ngày là về. Không có gầy la gì hết. Mình có chiều con không? Chiều. Chiều lắm hả? Nó thích mua gì là mình mua đấy đúng không? Đúng, ăn uống rồi đầy đủ. Nó muốn gì là được đấy đúng không? Vậy gia đình nhà mình đâu có khổ đâu, đúng không? Không khổ, nhưng mà ví dụ có đi làm hồ được nhiêu thì nó muốn ăn uống, nó muốn này kia thôi chứ nó không muốn bày bạ cái gì hết. À, chị là làm công việc gì? Em đi ba, hồi đó thì em đi bán cá rồi bị tai nạn tới giờ nghỉ. À, con xả với các con đi làm? Con xả, con xả đi làm, con mới đi có 3 tuần thôi. Vậy là trước đó là em nó làm cái gì? Em ở nhà, nó ở nhà là em phá cửa lại là em đi bán rồi nó về cơm nước ở trong nhà đầy đủ. Không, ý là con trai nhà mình á, trước 2 tuần phải đi làm hồ đó, con trai nhà mình có làm được gì không? Không, ở nhà em nuôi. Ăn ở không vậy hả? À. Vậy là có mình ông xã đi làm. Anh ấy không với cầm điện thoại chơi ở nhà. Trời ơi, cái đó biết sợ đấy. Trời ơi, cái đó biết cực kỳ sợ. Thì đó, nó gọi điện rồi mấy đứa gái trong mạng rồi tùm lum tùm la hết. Lên mạng chơi đâu biết được đâu. Dạ. Còn con gái nhà mình, còn bé gái nhà mình còn có được đi học không? Có, bé gái là 7 tuổi, lớp 1, lớp 2. Dạ. Cho nó ăn học nha. Bây giờ mà anh hai nó không biết chữ này đi ra ngoài đường thì người ta gạt đi đấy. Dạ. Khổ không? Khổ. Thường thường là con mình là anh chị nói có nghe không? Em nói thì nó không nghe mấy, nhưng mà ba nó nói thì cũng nghe. Lý do gì mẹ nói không nghe? Em tại vì em hay la nó, em nói mẹ không thích con này kia. Con cũng chặn trò nó là con đừng chơi trong điện thoại nhiều quá, người ta gạt nhiều lắm á, người ta bán con người ta ấy đó. Thì nó ghét, nó không, cũng như không cho nó nghe điện thoại rồi nói với mấy đứa ba nó thì nó hơi ghét, hơi ấy thôi. Thế là không có ưa chị. À. Tại chị hay la hay cầm giảm đúng không? Dạ. Còn ba là chiều con đúng không? Ba không nói không la. Trước giờ ba có la dạy con không? Không có la nữa đâu. Sao kỳ hả? Nó đi làm cái rồi nó cũng lãnh tiền, cũng đưa tiền cho nó xài đàng hoàng. À. Ba cứ đi nó đi chơi cứ đã bao nhiêu ngày về ba nó không quấn không la gì hết. Bây giờ đó thôi. Vậy là nó muốn làm gì làm hả? Vậy là thua rồi. Sao mình chiều con vậy? Bởi vì em la nó mà nó ghét. Mình mà chiều vậy là thua đấy anh trai ạ, à. Không phải là vậy là thua không đâu. Ý là mình định đưa điện thoại với nó chơi rồi sáng cũng nó cũng đi làm bình thường à. Đi làm bình thường nhưng mà cái gì nó sai là mình phải nói cho nó hiểu. Phải nói để cho nó biết đó là cái lỗi của nó để nó khắc phục chứ bây giờ mà anh chiều nó vậy là nó càng ngày nó càng làm tới. Rồi nó đi ra ngoài bạn bè rủ dê lôi kéo thì lúc đó mệt là mệt anh chị này. Nha. Mình chiều vậy là thua rồi. Mà cái này là nghe nó mấy nhỏ mang gái hay là trai gì cũng biết dụ nó mới đi ra tới ngoài Vũng Tàu nữa. Cái này là có dấu hiệu là rất nguy hiểm rồi. Nhà mình đã báo cơ quan chức năng công an ở nơi mình tạm trú chưa? Có. Có báo rồi. Dạ. Con nhà mình năm nay mới 14 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên, bất kể ai chứa chấp, thậm chí là bắt ép con nhà mình làm việc thì đều vi phạm pháp luật hết. Bây giờ anh chị đang sợ nhất điều gì đây? Dạ. Anh chị đang sợ, lo lắng nhất điều gì về con mình? Em chỉ sợ lo lắng là người ta dụ con em khi em không có rồi đi tìm kiếm rồi người ta thấy là im lặng người ta bán con em đi trong chi rồi. Sợ bán đi bi cam đúng không? Dạ. Trước giờ chị xem nhiều rồi đúng không? Dạ.
chị xem thì chị mới biết đúng không? Dạ, con đẻ cực khổ quá. Thương ha. Mình có nói cho con biết về vấn đề Campuchia không? Có. Nhưng mà chị nói chắc con để ngoài tai đúng không? Đúng rồi. Con đâu có nghe đâu. Bởi vì vợ nói mà chồng cứ chiều kiểu này sao được. Anh có bao giờ anh tâm sự cho con không? Có nói cho con biết không? Tối nói hoài, nói hoài. Nói cái gì? Nói cái gì mà nói hoài? Thì anh kể em nghe xem. Con chơi bớt chơi điện thoại lại. Rồi á, tới 9 giờ hoặc 9 giờ mấy ngủ được rồi. Rồi nó khoảng chừng 3-4 ngày cái mình ở dưới đây mình ngủ là nó mở điện thoại nó chơi tới 3-4 giờ. 3-4 giờ sáng? Anh nói là anh chắc anh cũng tưởng tượng là nói giống kiểu nước đổ lá môn, nước đổ đầu vịt đúng không? Nó nghe xíu cái là nó lại đâu lại vào đấy y củ. Ba nó cũng canh nó, kêu canh nó dụ cho nó coi 9 giờ, ba nó nói 9 giờ ngủ nghe. Ba nó cũng đi lên đi xuống trên lầu canh nó. Tính tình của nó có hiền lành không? Nó cũng hiền lắm, nó không có quấn lộn với lỡ với ai hết á. Có ngoan không? Ngoan nhưng mà ngoan có lắm. Cái nó phái bạn đó. Ngoan lắm hả? Ai ngủ nó đi đâu, ai ngủ nó đi à. Nó ở nhà đó mà ai ngủ nó đi, ví dụ như đi câu cá hay là đi chơi thì cái vòng là nó đi. Còn ai ngủ nó nhà. Nó đi là nó có xin phép anh chị không? Đi nhiều khi nó nói mẹ ơi con đi câu cá đi này kia thì có. Còn ví dụ mà bạn bè nó thì nó không dám nói với em. Nó là đi xe là xe bình thường hay là xe độ đây? Nó không có đi xe. Không có đi xe. Cái xe này lúc trước ở trong công trình á của thằng bạn nó ngồi. Đang làm công trình á rồi nó ngồi lên bạn ấy chụp hình ha. Dạ. Chụp hình cho đẹp ha. Dạ. Con nhà mình nặng nhiêu ký đây anh chị? Gần 80-70 mấy. Mà ba mẹ chăm cho con tốt đấy. Dạ. Cao mét mấy đây? Mét 7-8 không? 7 mấy. Ừ, vậy là to cao. Dạ. 14 tuổi nhưng mà thân hình to cao rồi. Bự hơn ba gì hiệp. To hơn ba. Cao. Xương to nữa. Bây giờ như thế này. Cái câu chuyện của gia đình nhà mình đã chia sẻ lên á. Em đang nghi ngờ có thể là con nhà mình chơi điện thoại, chơi mạng xã hội. Sợ rằng là bị những cái đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo đi làm công việc khác nhiều tiền hơn. Nên sợ con nhà mình mê quá, thích quá. Dạ. Nên nghe theo, bỏ dạ. nhà đi, đúng. Nên sập bẫy. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Và tới giờ phút này là gia đình nhà mình chỉ nghe được một cái tin tức là có một người bạn của con mình nói là đang đi biển ở Vũng Tàu. Nhưng mà cái tin tức này chưa chính xác đâu. Chỉ sợ là nó lừa, nó đưa qua cam làm việc nhẹ lòng cao thôi. Ngày hôm qua thì nhưng mà khuya hồi tối này á, đúng 8 giờ á, bạn gái nó gọi qua thì nó gỡ hình qua. Bạn gái là người yêu hả? Không phải, bạn gái ở sớm á, nó dạ. chơi á, là nó gỡ qua. Nó gỡ qua lúc mà đang nói chuyện nó gỡ qua luôn. Là con nhà mình gửi? Con gỡ. Đâu cái đó là cho em xem nào. Vô Zalo không á. Cái hình đang hồi tối á. Thế mà lại không gửi về cho ba mẹ mà lại gửi về cho bạn gái là sao? Zalo Tàu đang chạy. Ủa cái điện thoại này xài sao đây? Trong cái Zalo hình bắn thương. Trời đất ơi em không biết xài. Em không có xài này nữa à, ta cho em mượn á. Zalo đúng không? Zalo tên là gì đây? Trần Tính. Trần Tính hả? Mới gửi có cái tấm. Trần Tính đúng không ạ? Dạ. Trần Tính. Em có thấy Trần Tính nào đâu? Đấy hồi tối nhập vô đâu ai nhập. Trần Anh Tính. Trần Anh Tính. Không có luôn nè. Thôi để tí này em kiểm tra đi. Không có mình làm mất thời gian. Em ấy. Mất thời gian. Đây nè. Anh biết em bấm vô cái đó đi. Có. Đâu anh vào cái Zalo đó em muốn xem em muốn biết cái hướng như thế nào nè. Đâu rồi, đúng rồi chưa? Dạ. Rồi đưa cho em rồi à. Có hình chiếc xe đó, còn có mấy hình màu đen là mới gửi qua đó. Đây là con nhà mình thoại về cho bạn kia hả? Dạ, bạn gái. Mấy cái đen đen là Tàu. Rồi tối mới gửi. Ồ, đang còn ngồi hoành tráng vậy hả? Dạ. Ô, ngồi hút thuốc hút thang như này. Cái... đây là con trai nhà mình đây đúng không? Đúng rồi, cái này không, cái đó là ở nhà. Đang ở nhà hả? Đang có ở nhà, cái Tàu á. Cái Tàu màu đen đen. Tàu đen đen á. Đây là ai thoại đây? Mày đi về nhà chưa? Tao kiếm mày nửa tháng rồi, xong về nhà tao kiếm mày á. Cái này là ba. Ba là ba là tối mới nó. Mới thu âm. Mới thu âm mà tối á, tối nó gỡ rồi ba nó thu âm. Tàu đen đen đâu em có thấy cái tàu nào đâu? Có cái màu đen á.
Đâu? Nè nó nè, nằm đây nè, đây nè. Đấy hả? Cái đó hồi tối nó mới gọi. Hai lần nằm còn lần kia. Đây là của chú chị này. Đó, biển đó. Đó. Có khi nào nó đi chơi đi du lịch không? Nhưng mà cái tiếng đó có phải tiếng con mình không? Thì là con nhỏ sớm nhỏ bạn nó nói tiếng của nó. Ăn thua là ba mẹ mình là ba mẹ mình có nhận ra tiếng con hay không này? Nó đưa cho em nghe. Mình đâu có thấy mặt nó đâu? Không có thấy mặt cái gì. Cái này thấy cái tiếng nói thôi. Tiếng nói nhưng mà có đúng con mình không? Đúng. Chắc ăn không? Chắc. Đừng có nhận nhầm nhá. Không, chắc đúng nói. Nhỏ sớm chơi với nó cũng nó là. Ủa nếu mà nó đi ngoài khơi xa làm sao mà nó gửi về được? Làm gì có sóng? Nó là chỉ ghi âm với muốn ấy thì phải ghi âm với gỡ thôi chứ không có gọi được. Rồi cái sự việc nào chưa biết đâu thì anh em sẽ nắm bắt được cái thông tin này, sẽ cố gắng hết sức để mà đi tìm kiếm cái thông tin con của anh chị. Thì video này thì chị hãy nói một cái điều gì đó với con của chị để con của chị có xem được video này để sớm quay trở về, hoặc đang ở đâu đó cũng phải báo tin về với gia đình để gia đình có cách có hướng để giúp con của chị sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Chị nói đi. Giờ hiện thôi, hãy kêu con đi về, nếu mà con có cái gì thì con phải nhắn tin về ba mẹ đi kiếm con. Thì có gì á thì con cứ gọi về, con ở đâu con về với mẹ với ba. Bây giờ con mẹ đang kiếm con á, con đi về không đi theo ai hết, chơi như đó đủ rồi, con về với ba mẹ. Ba đi, ba hay thương con hay chiều con, ba nói với con đi. Ví dụ như giờ con đang đi chơi á, con nhắn tin về con ở đâu hoặc là con làm cái gì á, là con nói cho ba biết rằng ba yên tâm. Mà con phải cho ba thấy mặt của con với con nói chuyện không à, con không đưa cái mặt con ra, gửi hình con gửi cũng hình con giọng nói con mà không thấy mặt. Giờ gọi chứ sao mà có gọi quay cái hình của con luôn, rồi con đang ở đâu cho ba yên tâm, cho ba biết ba còn về, ba còn làm ăn nữa đó. Nhớ vậy đi, nhớ gửi cái hình của con về cho ba, cho ba biết con ở đâu. Hiện giờ ba cũng đang đi kiếm con đó. Vậy là hai tuần nay là đi tìm gia đình nhà mình bỏ hết công an việc làm đi tìm con hả? Mình tìm được ở những nơi nào rồi? Đi Bình Dương đó, Bình Dương với cái gì? Sài Gòn, quận 4, quận 5, quận 8 thì Hóc Môn và điểm thường đi đó. Này hai vợ chồng cứ chở nhau đi vậy hả? Đi đuối lắm mà. Mày chứ anh, thời tiết nắng nôi mưa gió thất thường. Mày còn hơn anh đi làm hồ luôn á. Lúc nắng cái mưa bão đi về cũng bệnh. Vậy là mình bây giờ anh phải về, anh phải tiếp tục công việc đi làm thôi. Lên đây rồi thì anh em sẽ có trách nhiệm giúp anh, giúp gia đình nhà mình tìm con. Anh về anh đi, đồng mạng giúp đỡ vợ chồng. Anh về anh lo đi làm đi để kiếm cơm đi, chứ bây giờ anh là trụ cột trong gia đình mà anh không đi làm nữa rồi trên này là mình ở trọ ở nhà đó, ở trọ nữa rồi tiền đâu đóng trọ, tiền đâu cho con gái út đi học đây, rồi tiền đâu ăn uống đây. Mới là nghỉ bà chủ cho thiếu mấy tầng để thôi. Về bây giờ anh đi ngoài đường, anh đi tìm ở đâu? Anh đi vòng ngoài đường anh sao thấy được? Em biết là ba mẹ con cái như vậy là ba mẹ lo lắng phải đi tìm đấy, nhưng mà nó không có tác dụng, không có hiệu quả. Để hôm nay thì anh cùng vợ của anh về đây thì anh em sẽ có trách nhiệm đi tìm con, nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng sẽ lan tỏa video này và tất cả cô chú anh chị trên mọi miền tổ quốc. Nếu mà có thấy hình được của con trai nhà mình á sẽ báo tin về cho anh em, nên mà cái việc đó nó dễ hơn là anh chị đi tìm, mà nó nhanh chóng hơn. Nên mà anh về đi làm nhá, thu xếp làm thì không có tiền, lo cơm áo gạo tiền này, chứ anh bỏ bê việc vậy là gia đình nhà mình thật sự sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Em cũng nghĩ là để đứa con nó cực khổ không? Hôm qua anh Thầu anh kêu lên đây đi,
anh kia anh chỉ anh thầu là tụi em thầu. Đi không biết anh tìm nào vậy là anh thầu tốt bụng đấy à. Chắc anh biết à. Hy vọng rằng là con trai xem được video này thấy cả ba cả mẹ của con về đây bỏ hết công ăn việc làm để chạy đôn chạy đáo tìm con khắp Sài Gòn này, Bình Dương này. Thì con xem được video này đang ở đâu đó, con hãy sớm quay trở về đoàn tụ với ba mẹ. Nếu thật sự tới giờ phút này như cái thông tin của ba mẹ của con được biết rằng là con đang đi biển, mà đặc biệt biển ở Vũng Tàu, thì con phải tìm đủ mọi cách để con báo tin cụ thể rõ ràng chi tiết để ba mẹ có cách có hướng để mà giúp con quay trở về đoàn tụ với gia đình một ngày gần nhất nha con trai. Còn những đối tượng nào, thậm chí là những ông bà chủ quán nào, đặc biệt là những ông bà chủ tàu ghe nào mà đang giữ bé, thậm chí là bắt bé đi làm, đi lao động, đi đánh cá, thì hãy nhanh chóng thả bé về. Còn nếu cố tình ngoan cố mà không thả bé về, bắt ép bé đi lao động và đi làm việc thì chắc chắn rằng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Bởi vì bé năm nay mới 14 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên, mà cái khung hình phạt thì rất là cao. Nên mà mong rằng không muốn dính líu tới pháp luật thì hãy nhanh chóng thả bé về trong ngày hôm nay và ngày mai. Còn nếu cố tình ngoan cố, anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải mà tìm được sẽ bàn giao ngay lập tức cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết sự việc. Bởi vì cái tuổi này là không phải là cái tuổi lao động, mà bắt ép bé lao động và khống chế giữ bé thì đó là vi phạm pháp luật rồi. Thì hôm nay hai vợ chồng anh chị về đây nhờ anh em, thì anh em đã ghi nhận cái sự việc của gia đình nhà mình, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình hết mình và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí. Anh chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai mình không ạ? Hai vợ chồng chị đồng ý không? Đồng ý. Cuối video em chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt con trai anh chị sớm quay trở về một ngày gần nhất. Em xin phép chào hai vợ chồng, em cũng chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.